Ngày 19 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và một số cá nhân là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng, cá nhân vi phạm trình bày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, một số đơn vị, cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc và nhiều cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách trong cấp phép nhập khẩu thuốc, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thực hiện liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế, để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước, một số cán bộ, đảng viên đã bị xử lý hình sự. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế. Về cá nhân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến với cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Tiến chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định của đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Y tế và một số cơ sở khám, chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương của đảng và chính sách của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành y tế và cá nhân bà Tiến.